Chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là 5 giờ 32 phút sáng các bạn, thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024 nha. 5 giờ 32 phút sáng các bạn, thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng thuốc để xử lý lọc cái lô xoài, mình xử lý xoài Noel nha các bạn. Thì mình làm đoạn video ngắn chủ yếu là cập nhật báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn. Thì bây giờ mình cho các bạn xem sơ qua cái lô xoài mình xử lý xoài Noel nha, để các bạn tiện theo dõi. Đây các bạn, mình đi dài xuống đây mình cho các bạn xem và dài lên nha. Hiện tại mình đang đi đây thì còn trên cái khuôn xoài nha các bạn. Vườn mình thì khoan ra hai khuôn các bạn ơi, một khuôn xoài và một khuôn mít. Khuôn xoài thì nó lớn hơn khuôn mít nha. Các bạn thấy xoài mình cũng khá là sung tốt nha. Đây, sắp tới cái khuôn mít rồi các bạn. Cái clip này để chia ra giữa hai khuôn đây. Một clip dòng đó thì cũng vẫn trồng xoài, còn trứng giữa thì mới trồng mít các bạn ơi. Thì đợt này mình xử lý xoài Noel thì dòng có 2 clip. Đây các bạn. Để mình đi qua cho các bạn xem cái lô xoài Đài Loan nha, gặt 100%. Thì mình đã xử lý bắt lô gốc được 51 ngày, đã trải qua 2 cử phun tạo mầm và 1 cử cuối là chặn đọt các bạn. Hiện tại dàn lá rất là đẹp luôn, đây các bạn thấy đây. Thì những anh em nào có theo dõi kênh bình thường thì các bạn biết cái lô xoài Đài Loan này nha. Thì cũng sắp sửa lên thuốc kích rồi các bạn ơi. Lô xoài Đài Loan sắp lên hút kích thì gồm có 2 clip. Còn 2 clip còn lại bên đây thì mình xử lý xoài Noel các bạn. 2 clip này thì một hàng xài cát hòa lọc trứng giữa. Clip mình đang đi đây là một hàng xài cát hòa lọc trứng giữa các bạn. Cây cách cây 8 mét nha. Rồi mình trồng sen 2 cây Đài Loan hai bên. Thì hiện tại nó đã giáp tàn, đã gặp rồi. Nên mình tiễn cắt bỏ. Cái nào mình ép tàn được mình ăn 1-2 vụ nữa thì mình ăn, còn cái nào mình ép không được thì mình cắt bỏ triệt để luôn các bạn. Thì mình đi cho các bạn xem sơ sơ qua để báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm xoài của mình và cái cách mình xử lý theo từng giai đoạn thôi. Đây các bạn thấy nè, Đài Loan sắp lên lúc kích rồi, lá quá là đẹp luôn, không có xì một đọt luôn nha các bạn. Thì cái video này mình cho các bạn xem sơ sơ và mình báo cáo cho các bạn nắm thôi, chứ mình không có quay thực tế cái cách mình sử dụng thuốc dùng để kích lọc nha. Vì lý do là mình quay đi quay lại nhiều lần thì YouTube nó sẽ bắt mình trùng lập video, mà nếu mà nó trùng lập video thì nó ảnh hưởng đến kênh mình khá là nhiều các bạn. Chính vì thế thì mình chỉ báo cáo mình nói thôi thì các bạn tiện nắm nha. Thì cái những dòng thuốc mình áp dụng kích lập á, thì mình đã có nói đi nói lại nhiều lần và có những cái video thực tế rồi, nếu cần thiết thì các bạn có thể xem lại nha. Về cái những cái dòng thuốc mình áp dụng dùng để kích lọc á, thì 1,5 kg không ai ít kết hợp với 500g Bamba 11 của công ty Vô Thái Chem các bạn. Hiện tại thì 6 giờ 10 phút rồi, thứ bảy ngày 8 tháng 6 các bạn ơi. Thì giờ mình bắt đầu phun xịt thôi. Như mình đã nói nha, mình video này chủ yếu là báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn thôi. Những cái dòng thuốc kích lọc thì đã có làm video nhiều các bạn. Nếu mà mình làm lặp đi lặp lại hoài thì YouTube nó sẽ bắt trùng lập video. Nếu mà trùng lập video thì ảnh hưởng đến kênh mình rất là nhiều nha. Nên các bạn mong các bạn hiểu nha. Rồi các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.